tỏi bà con biết hết rồi đúng không? Nhưng mà có những chứng bệnh nó tốt thì tốt, tỏi thì tốt, nhưng mà có những chứng bệnh thế này là không ăn được, những triệu chứng thế này là không ăn được, là người đói bụng không ăn, tiêu chảy không ăn, mà tỏi thì không ăn cùng với cá, một lúc trăng, chó, gà, trứng, có bệnh về mắt, huyết áp thấp, huyết áp cao, bệnh về gan, đang bị tiêu chảy, đang uống thuốc, như vậy là không được ăn bà con à. Nên đó là không được ăn, bà con chú ý. Tỏi không được ăn khi đói bụng, tiêu chảy, ta không ăn cùng với cá, trăng, chó, gà, trứng, có bệnh về mắt, huyết áp thấp, huyết áp cao, bệnh về gan, đang bị tiêu chảy, đang uống thuốc, là chúng ta không ăn tỏi nha bà con. Những người ăn tỏi tốt cho sức khỏe là những người không vướng vào những cái bệnh trên. Nên ăn vậy là mỗi ngày chỉ ăn được 2 tép, ăn 6 ngày nghỉ một ngày, ăn được 2 tép tỏi đó bà con, vậy cũng dễ ăn mà không? Ta bỏ vô miệng, ta ăn, ta đi đâu thì ta bỏ theo trong túi ta, là vô quán ta lấy ra ta ăn cũng được. Ngày có 2 tép mà được đó bà con, hãy cố gắng. Tỏi nó tốt nhưng mà phải cố gắng khắc phục là đói bụng không ăn, tiêu chảy, hay là ta ăn tỏi cùng với cá, trăng, chó, gà, trứng. Những người có bệnh về mắt cũng không ăn tỏi, huyết áp thấp, huyết áp cao, bệnh về gan không ăn tỏi, đang bị tiêu chảy không ăn tỏi, đang uống thuốc không ăn tỏi. Những người ăn tỏi tốt cho sức khỏe là những người còn lại không nên ăn. Vậy là mỗi ngày chỉ ăn được 2 tép, ăn 6 ngày. Ăn 6 ngày là ta phải nghỉ một ngày. Bà con ta chú ý để tốt cho sức khỏe cho mình, để tốt cho bà con nha. Chúc bà con vui, trẻ, khỏe, đẹp. Nào, xin chào.